Thưa tất cả quý vị thân mến, và để nối tiếp với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu thật đẹp của bài hát chèo Lời Chúc Của Mùa Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hà. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đón nghe. Hãy subscribe.